Hello everyone, lâu quá không đăng video. Hôm qua mới là ngày cuối của năm thứ hai của mình học y ở Úc này. Có bạn nhắn tin hỏi mình là học ở y Úc thì có sách giáo khoa không? Thì câu trả lời ngắn là không. Khá là thú vị, interesting. Còn để giải thích thêm thì ở Úc này không có giống với ở Việt Nam, có nghĩa là mỗi trường thì ở Việt Nam sẽ có sách bộ môn, ví dụ như sách nội, sách ngoại của các thầy cô viết. Nhưng mà ở Úc này thì các thầy cô sẽ khuyến khích sinh viên đọc sách, những cái sách mà thầy cô thấy là hay của các tác giả nổi tiếng hoặc là của những cái tác giả, những cái chuyên gia trong ngành. Ví dụ như là nội thì có Harrison, Davidson, ngoại thì có ví dụ như giải phẫu thì có Lass Anatomy, hoặc là đi lâm sàng thì có Oxford. Nói chung là không có sách giáo khoa, và khi sinh viên học thi thì sẽ học chủ yếu là bài giảng hoặc là làm câu hỏi trắc nghiệm và tham khảo những cái nguồn trên mạng như là PubMed hoặc là Ambos. Ambos thì là một cái kho kiến thức mà khá là tổng quan và có những cái ý chính và những cái chi tiết, những cái yếu tố mà cần phải quan tâm đến khi mà sinh viên đi lâm sàng. Và có rất là nhiều nguồn trên internet thì sinh viên ở đây khá là chủ động. Và theo như kinh nghiệm học học y cũng nhiều năm của mình thì mình thấy là cũng không cần thiết phải có sách giáo khoa, bởi vì y khoa là kiến thức y khoa thì chủ yếu là chúng ta bây giờ đang hướng tới là evidence based medicine, cho nên là kiến thức thì rất là rộng và nó freely available, chúng ta có thể đọc và dùng cái critical thinking hay là cái khả năng đánh giá thông tin của chúng ta để mà tiếp thu và để mà tự học, để mà tự đào tạo. Và đó cũng là một trong những cái mục tiêu đào tạo ở Úc này, cho nên là Úc không có sách giáo khoa. Cheers, see ya.